Thành phố này hiện lên như một tổ ong khổng lồ với hàng trăm hốc sâu được đục khoét vào những vách đá dựng đứng. Những vách đá này như những bức tường thành tự nhiên, bao bọc toàn bộ mê cung đá bên trong. Chính sự kỳ vĩ của địa hình đã vô tình tạo nên một mạng lưới đường hầm phức tạp, kết nối các văn phòng và hình thành một mê cung đầy bí ẩn. Đây chính là Vazia, thành phố tổ ong chứ danh, đồng thời cũng được xem là một trong những thành phố hàng đầu lớn nhất thế giới. Du khách đến đây chắc chắn sẽ ngỡ ngàng trước sự hùng vĩ của những công trình được xây dựng trong không gian treo leo, hiểm hóc như vậy. Nhưng điều gì đã thúc đẩy người xưa xây dựng một thành phố hùng vĩ nhưng đầy thách thức với con người như Vazia? Và bên trong Vazia thực sự có gì? Câu chuyện đằng sau nó như thế nào? Hãy cùng mình khám phá trong video ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên để lại một like và một follow để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Còn bây giờ thì vào nội dung chính thôi. Nằm giữa những dãy núi hùng vĩ của đất nước Georgia, thành phố hang động Vazia nổi bật như một kỳ quan kiến trúc độc đáo, ẩn mình trong lòng núi, được mệnh danh là thành phố tổ ong. Vazia không chỉ là một di sản văn hóa vô giá, mà còn là một minh chứng cho sự sáng tạo và khéo léo của con người trong việc hòa hợp với thiên nhiên. Những căn phòng đẽo sâu vào đá, hệ thống đường hầm bí ẩn và khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục xung quanh đã biến nơi đây thành một điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua đối với du khách trên khắp nơi trên thế giới. Trong tất cả các khu bảo tồn nhân tạo, các lâu đài cổ tích được xây dựng trên cao hoặc trong một vách đá, thì không có một công trình nào có thể so sánh được với tu viện do người Georgia xây dựng vào thế kỷ thứ 12, Vazia. Chỉ riêng quãng đường 32 km từ thành phố Akhachiske, tây nam Georgia, băng qua sa mạc, dọc theo con sông Mkhavari để đến với Vazia cũng đủ cho thấy sự độc đáo của nơi này. Con đường men theo sông Mkhavari qua một hẻm núi sâu, nơi có những vách đá lớn dựng đứng hai bên. Nó cắt ngang một thung lũng được mở rộng với những tàn dư của thành trì và tàn tích của các hang động thời Trung Cổ xung quanh sườn đồi khô cằn. Cuối con đường đó, du khách sẽ nhìn thấy được Vazia, một tu viện hang động khổng lồ tọa lạc tại vùng đất xa xôi của Georgia, nằm rải rác dọc theo sườn núi Erusteti, trông ra thung lũng xanh bên sông Kura. Vazia là thành phố hang động ấn tượng nhất ở Georgia. Thành phố cổ được xây dựng vào cuối những năm 1100 bên trong dãy núi Erusteti. Các cuộc khai quật đầu tiên được thực hiện vào năm 1970 cho thấy Vazia và nhiều hang động đã có người sinh sống từ thời đại Đồ Đồng cách đây khoảng 3.000 năm. Thành phố Vazia được xây dựng trên những khu định cư ban đầu của con người trong hoàn cảnh hết sức khó khăn và khắc nghiệt. Vào thế kỷ thứ 12, các bộ lạc Mông Cổ tiến công mạnh mẽ vào những vùng đất châu Âu. Họ đánh chiếm làng mạc, giết chết tất cả những người cản đường. Và Georgia ở giữa biển Caspi và biển Đen tại biên giới Đông Âu và Tây Á cũng nằm trên đường tiến công của người Mông Cổ. Vương quốc Georgia thời Trung Cổ đã cố gắng chống lại sự xâm chiếm của đội quân hiếu chiến. Nhưng điều đó thực sự quá khó khăn. Do đó vua Tama, người phụ nữ đầu tiên cai trị Georgia, đã chỉ đạo chồng mình xây dựng một nơi trú ẩn vững chắc mới ngay tại thị trấn Aspinza thuộc vùng Samkhe Javakheti. So với các thành phố hang động nổi tiếng khác trên thế giới như là Cappadocia ở Thổ Nhĩ Kỳ, Vazia cũng có nét độc đáo riêng. Trong khi Cappadocia nổi tiếng với những khối đá hình thù kỳ lạ và các tu viện được khắc sâu vào đá mềm, Vazia lại mang đậm dấu ấn của kiến trúc, quân sự và tôn giáo với một hệ thống phòng thủ kiên cố và các nhà thờ được trang trí công phu. Với 6.000 căn phòng trải rộng trên 19 tầng, Vazia là một thành phố ngầm hoàn chỉnh, bao gồm các công trình như là nhà thờ, tu viện, hầm rượu, phòng ở và hệ thống thủy lợi. Các phòng được kết nối với nhau qua một mạng lưới đường hầm chằng chịt, tạo thành một mê cung kiến trúc kỳ diệu. Điều đặc biệt là tất cả các công trình này đều được tạo ra từ bàn tay tài hoa của những người thợ thủ công địa phương, sử dụng các công cụ đơn giản nhưng đạt độ chính xác và tinh xảo đáng kinh ngạc. Các căn phòng trong thành phố Vazia được thiết kế với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau, từ những phòng nhỏ hẹp đến những đại sảnh rộng lớn. Mỗi căn phòng đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, phản ánh sự khéo léo trong việc tận dụng không gian của những người thợ xây dựng. Họ đã tạo nên một không gian sống không chỉ bền vững mà còn đầy đủ tiện nghi trong lòng núi đá cứng rắn. Sâu hơn vào trong núi, một mê cung đường hầm cổ xưa trải dài, kết nối với nhau thành một mạng lưới phức tạp. Trong đó có những đường hầm dài gần 200 mét.
Điểm nhấn nổi bật nhất là tháp chuông hùng vĩ nhô ra từ đỉnh một thềm đá. Dù chiếc chuông đã bị cướp mất trong một cuộc đột kích của người Mông Cổ, tháp chuông vẫn giữ được phần lớn vẻ đẹp nguyên sơ của nó. Một trong những công trình kiến trúc ấn tượng nhất của Vasya là nhà thờ Domitian với mái vòm kép tinh xảo và chuông treo được khéo léo khắc sâu vào lòng núi. Bên trong nhà thờ là những bức bích họa tuyệt mỹ, bao gồm một trong bốn bức chân dung còn lại của nữ hoàng Tama. Ẩn sâu trong các đường hầm là một con suối tự nhiên, được ví như là giọt nước mắt của nữ hoàng Tama, nơi du khách có thể tìm thấy một hồ nước trong vắt chảy ra từ các tảng đá phía trên. Hệ thống đường hầm chằng chịt là một trong những điểm đặc sắc nhất của Vasya. Không chỉ đóng vai trò như một phương tiện giao thông nội bộ, những đường hầm này còn là nơi ẩn náu an toàn trong trường hợp thành phố bị tấn công. Ngoài ra, công trình còn có một hệ thống thủy lợi phức tạp để cung cấp nước sạch cho mọi ngõ ngách của thành phố và mang nước đi tưới tiêu cho nhiều cánh đồng ruộng bậc thang bên ngoài. Thậm chí bên trong công trình này còn có các căn phòng chứa thực phẩm và hầm rượu. Cách duy nhất để ra vào thành phố là những con đường hầm bí ẩn nằm trên con sông Amskavari gần đó. Tuy nhiên, vào năm 1283, một trận động đất lớn đã tàn phá tất cả. Nó làm sụp đổ 2/3 thành phố Vasya. Và dù một phần nhỏ công trình vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nó cũng rất dễ bị bay màu nếu có thêm cơn địa chấn nào. Điều đáng mừng là công trình đã không bị bỏ hoang ngay lúc đó, bởi vì các nhà sư từ khắp nơi trên vương quốc đã tìm đến và chăm sóc tốt phần còn lại. Sau đó họ tiến hành sửa chữa, tu viện và duy trì hoạt động cho đến thế kỷ thứ 16. Đây cũng là thời điểm mà vương quốc Georgia đứng trước sự đe dọa của người Ottoman và người Ba Tư. Năm 1551, một thủ lĩnh người Ba Tư tên là Sharp Tabas đã đột kích tu viện Vasya, ám sát các nhà sư và cướp đi tất cả những thứ có giá trị. Kể từ đó thì nơi này bị bỏ hoang và dần dần hoang tàn. Vasya ngày nay chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt của một thành phố hùng vĩ trong quá khứ, nhưng công trình này có ý nghĩa rất đặc biệt với người Georgia. Sau nhiều biến động của lịch sử, Vasya ngày nay chỉ còn là những tàn tích, nhưng những gì còn lại vẫn đủ để khơi gợi trí tưởng tượng của du khách về một thành phố huy hoàng trong quá khứ. Những căn phòng trống rỗng, những bức tường đá xù xì và những đường hầm u tối như những chứng nhân thầm lặng, kể lại câu chuyện về một thời đại vàng son đã qua. Vasya hiện là một điểm đến du lịch nổi tiếng ở Georgia, thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm. Du khách đến đây không chỉ khám phá vẻ đẹp kiến trúc của thành phố, mà còn tìm hiểu về lịch sử và văn hóa đất nước Georgia. Những chuyến tham quan có hướng dẫn viên giúp du khách hiểu rõ hơn về lịch sử của Vasya, cũng như cách mà người xưa đã sống và làm việc trong thành phố này. Nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những dãy núi cao ngất và những dòng sông chảy xiết, Vasya mang lại cho du khách một trải nghiệm tuyệt vời về sự hòa quyện giữa thiên nhiên và kiến trúc. Từ những cửa sổ và ban công đá của Vasya, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Kura rộng lớn, nơi những dòng sông uốn lượn như dải lụa xanh biếc, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên đẹp như là tranh vẽ. Với vẻ đẹp kỳ ảo, lịch sử hào hùng và giá trị văn hóa to lớn, Vasya mãi mãi là một biểu tượng không thể thay thế của đất nước Georgia. Và đó là tất cả những thông tin về thành phố hang động cao 19 tầng Vasya với siêu nhiều điều kỳ thú và độc đáo tại đất nước này. Còn bạn biết thêm thông tin gì về địa danh này hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng bàn luận nha. Và đừng quên để lại một like và một follow để đón xem những video mới nhất ra trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.